Bó tay. Năm giờ 30 phút, chiếc băng ca đưa hai bé Trúc Nhi và Dường Nhi vào phòng mổ trong sự ngạc ngào của bố mẹ. Hai bé bắt đầu bước vào ca phẫu thuật tách rời định mệnh. Phòng mổ sẵn sàng, các bác sĩ bắt đầu công đoạn gây mê. Gần 100 y bác sĩ được chia làm một ekip từ phẫu thuật ngoại tổng quát, chỉnh hình, điều, tạo hình, gây mê cùng 9 chuyên gia hàng đầu. Mẹ đã cố gắng hết sức và đánh đổi tất cả, chỉ mong hai con được sống, được một cuộc đời bình an. Nếu ai đó hỏi mẹ có hối hận hay không, mẹ xin trả lời là không. Mẹ chấp nhận vượt qua tất cả vì con và bỏ ngoài tai những điều không hay. Dù con có như thế nào, con vẫn luôn là con của mẹ. Dù con có như thế nào, mẹ vẫn sẽ giữ lại con bằng mọi giá. Tâm trạng mình nó giống như nó thay đổi đột ngột, không biết nói như thế nào nữa, nhưng mà nó rất là xúc động khi mà nhìn thấy con mình được đẩy đi vô suốt một khoảng thời gian rất là dài, các mai đã tách rời nhau ra, rất là vui luôn mẹ, vui mà không biết là diễn tả như thế nào để hết được cái niềm vui đó, tại vì đó là cái giây phút mà gia đình đã chờ đợi rất là lâu rồi. Và khi mà rời ra mà hai bé vẫn có cái sức khỏe, hai bé vẫn tốt như vậy á, thì gia đình yên tâm. Tim đã có lúc ngừng đập, những tháng ngày nằm viện nguy kịch vì viêm cơ tim tối cấp hoặc bị đa chấn thương. Nhờ nghị lực phi thường, trải qua không ít biến cố, vượt qua quá trình điều trị căng thẳng trong cơn mê lâu ngày, các em đã liên tục đáp ứng ngoạn mục với những kỹ thuật cao trong phẫu thuật cũng như trong một sức tích cực và đầy nguy cơ rủi ro tử vong để thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, trở về với bệnh viện. Trước mắt chúng tôi, một cô bé tuổi ăn học vừa được tìm lại cơ hội làm lại cuộc đời, một sinh linh nhỏ bé trong sự ôn ập của các y bác sĩ. Và đây nữa, những thử thách mới trong hành trình mang lại hình hài nguyên vẹn cho hai bé Song Nhi. Chúng tôi đã từng nắm chặt tay nhau không buông xuôi phút giây nào dù áp lực. Chúng tôi, những thầy thuốc tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, mỗi ngày đêm miệt mài, mang trọng nắng của hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi cũng như gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn các ca sĩ và xin cảm ơn gia đình. Xin mời gia đình mình đưa hai bé về lại vị trí của mình. Tám giờ 25 phút, bác sĩ Trung Nhi cũng tiếp tục làm việc. Gần 9 giờ, các bác sĩ xác định vị trí để tách rời hai cơ thể bé song sinh. 9 giờ 51 phút, tiến sĩ bác sĩ Trương Văn Định phụ trách chính ca phẫu thuật đặt đường dao đầu tiên để tách rời cơ thể hai bé. Nhóm phẫu thuật tạo hình bắt đầu rạch da, cường cơ và mở bụng tách hai bé. Nhóm phẫu thuật ngoài tổng quát thực hiện phương án chia đôi ruột. 10 giờ 41 phút, nhóm phẫu thuật viên ngoại nữ tách bàng quang, tử cung, âm đạo, niệu quản, khó khăn bắt đầu xuất hiện. Và hệ mạch máu nuôi, hệ điệu dục cháu A, thì là có một nửa nơi tử cung của cháu B, còn ngược lại, đó là một cái thách thức trong cái ekip phẫu thuật.
12:40, nhóm phẫu thuật viên chỉnh hình tách xương chậu của hai bé. Không khí càng lúc càng căng thẳng khi gần đến lúc tách rời hai bé. 14:07, cả phòng vỡ òa khi hai bé được tách rời thành công. Các bé được tiếp tục đóng khung chậu, tái tạo đường tiêu hóa, tạo hình, vạt da. Lo lắng của cái nhóm của tôi đó là nếu mà các khung chậu sợ khép lại không được. Tuy nhiên ở đây nó thuận tiện là sau khi cắt khung chậu xong, tụi tôi là tách hẳn ra được. Thành công coi như vượt cái mức mong đợi. 18:40, lần đầu tiên bố mẹ Trúc Nhi, Diệu Nhi được nhìn thấy con trong một hình hài như bao đứa trẻ khác. Ngày 16/7/2020, Trúc Nhi, Diệu Nhi tỉnh lại sau các phẫu thuật tách dính, đảm bảo không nhiễm trùng là ưu tiên hàng đầu thời điểm này. Trong cái phẫu thuật về chỉnh hình, chúng ta có đục xương của bé, nằm cái phẫu thuật nó gây rất là đau. Vì vậy hiện tại các bé vẫn cần các thuốc giảm đau và an thần để cho các bé có thể nghỉ ngơi và để cho chờ lành vết thương. Ngày 20/7/2020, khoảnh khắc thật ý nghĩa. Dù còn đau sau mổ, Diệu Nhi vẫn mỉm cười khi Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm. Tôi cũng xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và rất là cảm ơn cả một cái ý kiến cũng đã chứng minh và cho thế giới, cho Việt Nam chúng ta biết cái sự tiến bộ của ngành y học nói chung và cũng chứng minh là những tấm lòng rất là tâm huyết, rất là trách nhiệm đối với ngành y tế và đặc biệt là đối với mạng sống của con người. Ngày 28/7/2020, 12 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe Trúc Nhi, Diệu Nhi ổn định và đã cai máy thở, tháo dần một chân. Ngày 15/8/2020, mẹ của Trúc Nhi, Diệu Nhi chia sẻ, trong một tháng con bước vào tuổi tử và đi ra với hình hài khác, đây là điều hạnh phúc nhất mẹ mong chờ, luôn khỏe mạnh bình an con nhé. Đầu tháng 9/2020, gần 2 tháng sau ca mổ cắt dính, sau khi bước vào giai đoạn tập các bài tăng sức cơ để chuẩn bị cho những bước đi đầu đời. Ngày 23/9/2020, Trúc Nhi, Diệu Nhi được đưa đi tiêm ngừa các mũi vaccine cơ bản đầu tiên. Các cháu là từ từ đã lấy lại những cái chức năng, ví dụ như là đường tiêu hóa thì bắt đầu có hiệu động rồi, là một cái tín hiệu tốt cho thấy rằng cái chuyện mà mình gọi là chi đôi tài sản cho hai cháu thì rất là thích hợp. Nhưng bắt đầu gia đình người là cũng hơi ít nhất cũng phải một năm á. Rồi bây giờ mới 2 tháng 8 rồi là hai bé cũng chuẩn bị xuất viện, không tưởng tượng được hai bé cũng hồi phục nhanh gì đâu. Ngày 30/9/2020, hàng trăm bệnh nhi vui Tết Trung Thu tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Trong những ánh mắt thích thú theo dõi chương trình, có hai khán giả thật đặc biệt, Trúc Nhi và Diệu Nhi. Bây giờ hai bé đã được tách ra và hai bé trở như thế nào nó còn phải tính theo từng phút từng giây từng giây, nhưng mong muốn rằng là trả lời cảm ơn đúng tất cả các bác sĩ đã gọi là giúp đỡ hai đứa hai bé tốt như vậy, và tôi hy vọng là hai bé sẽ có được một cái phút tốt và bố mẹ của hai bé hãy cố gắng. Ngày 7/10/2020, Trúc Nhi và Diệu Nhi sẽ xuất viện và lần đầu tiên hai cuộc đời mới hoàn toàn độc lập sẽ về nhà bên vòng tay của người thân. Phía trước còn 4 cuộc phẫu thuật nữa,
con đường vẫn còn rất dài, nhưng tin rằng Song Nhi sẽ luôn mạnh mẽ để vượt qua, vì bên cạnh các con luôn có những vòng tay chăm sóc, yêu thương. Cái phẫu thuật này nó rất là hiếm, cái trường hợp chính nào không, những trường hợp này nó chỉ xuất hiện ở tại những cái nước đang phát triển, còn những nước phát triển ví dụ như ở châu Âu hoặc ở Mỹ thì ở Hoa Kỳ thì những cái trường hợp này nó rất là hiếm gặp, là bởi vì người ta cũng đã được tư vấn nhưng cuối cùng thì ba mẹ cũng muốn giữ con cho tới cái lúc ra chào đời. Và sau khi sinh ra cháu bé, các anh chị thấy nè, tất cả sau khi mổ thì chúng ta đã tạo hình được toàn bộ tất cả rồi trở về bình thường. Đây là hình ảnh của, xin lỗi, cái này những hình nha, đừng đưa lên báo với Diệu. Và sau phẫu thuật thì bé Diệu đi qua hộ tinh tạng thì chúng ta sẽ đóng cái hộ tinh tạng cho bé Diệu trong vòng một tháng tới nữa. Hướng dẫn về cái khóc nhưng mà là hộ tinh tạng cũng mới đây lúc là cũng hơi là khó khăn, bởi vì cái thuốc mình không phải những cái tại vì cái hộ minh thật không phải là chỉ là chúng ta tạo hàng. Tuy vậy đối với cái Diệu, tuy vậy thì giờ thì bé chút thì lại phát triển tốt, cái gì ăn mất nước mất cái dinh dưỡng qua hộ tạng cũng là khá nhiều. Tuy vậy là hai bàng quang đều có luôn, nhưng mà có một cái là nó hai cái thận của hai đứa bé thì đổ vào chung nè, nó không có cung cấp đủ, thì cuối cùng thì mình thấy là phải là cái điều mong đợi của cái về hệ cơ xương khớp. Ở đây bé có một cái hở thấp u và gian hát, cái gì tưởng tượng trước mổ ở đây cái xương khớp u nằm cái ngoài như vậy, hai cái chân nó đi ngược lên trên. Tháng 3 chúng tôi chuẩn bị mổ nhưng mà sau đó là cái dịch Covid thành mình không mổ được, và cuối cùng là tới tháng 6 mình mới đưa vào mổ. Thì như vậy ba đợt điều trị thì tổng chi phí của nó là 1.2 tỷ các anh chị. Nhưng mà 1.2 tỷ này thì bảo hiểm y tế đã chi trả là hết 620 triệu, tức là đúng là cái số lượng nó nhiều, thành ra nhiều người thì chúng tôi đã huy động được tất cả là 2.3 tỷ cái tiền, 2.3 tỷ tiền gọi là hỗ trợ cho bé từ các bạn Trung Quốc, và hoàn toàn là nói chung là rất ít giữa bệnh viện và ba mẹ. Thì rất là rõ ràng tất cả mọi cái nó đều được công khai, và tất cả bệnh viện làm gì cũng được công khai và đều có được sự đồng ý của ba mẹ. Thì đó là cái cuộc hành trình gần 90 ngày. Và các anh chị thấy rằng khi mà hai bé dính nhau như vậy, cái hình ảnh tôi lấy từ trên mạng thì, và người ta cũng ước mơ, và cái cộng đồng mạng người ta có mong muốn là hai bé sẽ đi được. Thì các anh chị sẽ hiểu lắng với chúng tôi. Hiện tại thì chúng tôi hiện giờ thì các anh chị biết là các cháu cũng khoảng là từng chưa. Kính thưa Đăng Nguyễn, Ban Giám đốc Bệnh viện Di động thành phố, cái buổi lễ đó là nói rằng trước hết tôi rất là vui quay lại Di Động. Chúng đề nghị hội nghị chúng ta dành một vài pháo tay nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu. Tức là cái hình như 93 người trong ekip mình đã ai cũng được bằng khen hết, thì trong đó có những bằng khen của Ủy ban Nhân dân và giấy khen của Sở Y tế. Thì ngày hôm nay mẹ Chu Khiên ơi, mẹ Chu Khiên ơi, mình không lại cái tên bị lục cũng khá là dài. Ca đại phẫu thuật phức tạp thành công cho cặp song sinh. Xin dành một tràng pháo tay thật lớn. Xin được chúc mừng và xin cảm ơn.
Xin cảm ơn bác sĩ Trương Quang Định và bác sĩ Nguyễn Quốc Trưởng. Cho hai con lúc nào cũng giờ cũng có nhiều khi mấy cô không ăn không ngủ luôn, thì để chăm sóc cho hai con, luôn giữ cho hai con ở tình trạng sức khỏe tốt nhất. Lần qua là ba xin gửi lời cảm ơn đến phòng công tác xã hội, đến các mạnh thường quân, đến các nhà tài trợ cho hai con, cũng nhờ phòng công tác xã hội đã tạo điều kiện tốt nhất và luôn có tạo một cái kết nối giữa cho hai con đến các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ đã quan tâm đến hai con, đã quyên góp và đã chia sẻ cho hai con rất là nhiều. Cái điều cuối cùng là cũng cảm ơn các nhà báo, nhà đài cũng đã luôn theo sát hai con từ khi mà hai vợ con được phẫu thuật tách dính, thì cũng nhờ nhà báo, nhà đài mà hai con rất là được sự yêu thương của tất cả mọi người từ trong nước đến ngoài nước, tạo cái kết nối tình thương giữa mọi người đến hai con. Dạ. Cũng một mình cuối nữa là xin